Kính thưa quý vị, theo số liệu báo cáo của Sở Y tế về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Sóc Trăng, cập nhật đến 15 giờ ngày 3 tháng 8, số ca mắc mới trong ngày 3 tháng 8 là 45 ca, Châu Thành 10 ca, Cù Lao Dung 3 ca, Long Phú 1 ca, Mỹ Tú 2 ca, Mỹ Xuyên 2 ca, Thạnh Trị 11 ca, thành phố Sóc Trăng 2 ca, thị xã Vĩnh Châu 14 ca. Tổng số ca mắc cộng dồn đến thời điểm hiện tại là 345 ca, cụ thể Châu Thành 14, Cù Lao Dung 19, Kế Sách 7, Long Phú 23, Mỹ Tú 10, Mỹ Xuyên 38, Thịnh Trị 16, thành phố Sóc Trăng 3, Trần Đề 17, thị xã Nga Nam 49, thị xã Vĩnh Châu 149. Kính thưa quý vị, trong ngày 3 tháng 8 ghi nhận 8.429 ca mắc trong cả nước, trong đó 52 ca nhập cảnh và 8.377 ca ghi nhận trong nước. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh 4.171 ca, các tỉnh khu vực Nam Sông Hậu, thành phố Cần Thơ 120 ca, Trà Vinh 33, An Giang 26, Kiên Giang 16, Hậu Giang 16, Bạc Liêu 6. Trong ngày 3 tháng 8 cũng có 3.866 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca bệnh được điều trị khỏi đến thời điểm này là 50.831 ca.